Xin chào các bạn và chào mừng đến với kênh Holic Audio. Trong video này, chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi bộ truyện Ngũ Hành Tôi Thiếu Em của tác giả Tây Tử Tự. Hãy cùng nhau khám phá câu chuyện thú vị này nhé. Chương 47. Hết chương này mình sẽ trách và chỉnh sửa lại từ đầu chương một dấu lớn chương 47, chủ yếu là về tên gọi, nhân xưng và một số từ mình cảm thấy để Hán Việt hay hơn. Mình sẽ chú thích đầu chương 48 nếu có thay đổi quan trọng. Chương 47, về nhà. Thi thể bị kẹt giữa khối băng đang chậm rãi vặn vẹo. Động tác của bọn họ rất nhẹ nhưng vì đang tập trung quan sát nên Chu Giang Ngư có thể chứng kiến rõ ràng sâu bên trong tảng băng có một cành cây tuyệt đẹp, có lẽ đó chính là cành của tổ thụ mà từ kinh hỏa đã chặt. Làm sao bây giờ? Chu Gia Ngư luống cuống hỏi. Đành đưa về hết thôi. Lão từ bất đắc dĩ thở dài, mấy đứa trẻ vô tội gặp phải tai bay vạ gió. Nhóm sinh viên chỉ ra ngoài du lịch nhưng không ngờ lại bỏ mạng. Ừ, về thôi. Lâm trục thủy lên tiếng, từ kinh hỏa hẳn vẫn còn ở trong thôn lúc quay về bọn họ vẫn sử dụng xe trượt tuyết, có điều phía sau kéo thêm một tảng băng được buộc bằng dây thừng, trong tảng băng chứa mấy cái xác. Chu Gia Ngư không dám quay lại nhìn, cậu chú ý thấy nhóm người giấy kéo xe thiếu mất một đứa, có lẽ lão từ bảo nó đi trước báo tin. Không biết tại sao, Chu Gia Ngư cảm nhận được có một sợi dây vô hình liên kết cậu với vùng đất này, cùng với đó là một ánh mắt dịu dàng luôn dõi theo cậu. Cậu kể cho Lâm Trục Thủy nghe, hắn đáp rằng đó là vì tổ thụ đã tiếp nhận cậu. Tại sao tổ thụ lại tiếp nhận tôi? Hình như tôi không làm gì hết mà. Chu Gia Ngư chẳng hiểu đầu cua tai nheo. Lâm Trục Thủy trả lời, vì thể chất của cậu đấy. Chu Gia Ngư Chu Gia Ngư rất vui khi được quý mến, nhưng cậu nghe cứ thấy rén rén thế nào. Như kiểu một ngày nào đó bạn biến thành một cái bánh khổng lồ đi lon ton ngoài phố, ai nấy đều dịu dàng nhìn bạn, thậm chí có người còn bảo là thích bạn lắm, nhưng bạn sẽ luôn lo lắng không biết khi nào người ta thích quá rồi đớp bạn một miếng. Xe trượt tuyết lao về phía trước, tuy tảng băng bị ma sát nhưng may sao trời lạnh nên không bị tan chảy. Chu Gia Ngư không dám tưởng tượng đến cảnh bọn họ mỗi người ôm một xác về thôn. Tâm trạng của lão từ hiển nhiên không được như ban nãy, ông cụ luôn im lặng, có lẽ là vì từ kinh hỏa. Một đêm cứ thế trôi qua, Từng tia nắng sớm lên lỏi nơi cuối trời, hoa tuyết trắng phao lại bắt đầu rơi là tả. Chu Gia Ngư vươn tay đón lấy, cảm nhận bông tuyết lạnh lẽo đang từ từ tan chảy trong lòng bàn tay. Lâm Trục Thủy nói: chắc mấy ngày nữa sẽ có bão tuyết. Chu Gia Ngư, nếu tuyết lớn quá thì ga xe lửa sẽ đóng cửa đúng không? Lâm Trục Thủy: đúng. Ồ, vậy chúng ta phải ở lại đây ăn Tết. Làm sao? muốn về à? Đối với Chu Gia Ngư, lễ Tết cũng không quá quan trọng vì lúc còn ở cô nhi viện với những đứa trẻ khác, cậu cũng chỉ cô đơn một mình. Nhưng sau khi hồi sinh, sâu trong tim cậu luôn mong chờ ngày lễ này. Cũng bình thường, Chu Gia Ngư dối lòng đáp, tôi chỉ hỏi vậy thôi. Khóe miệng lâm trục thủy cong cong, không đáp. Xe trượt tuyết tiến đến cổng thôn, khi vừa dừng lại, bỗng có hơn chục người giấy đột nhiên chạy tới, nắm tay Chu Gia Ngư xoay vòng vòng. Chu Gia Ngư giật bắn mình trước hành động của bọn chúng, chuyện gì thế này? Lâm Trục Thủy, thì cậu đã được tổ thụ tiếp nhận mà. Trước đây đám người giấy chỉ quý mến Chu Gia Ngư, thì bây giờ có thể hình dung bằng hai chữ, si mê. Nếu biểu cảm của bọn chúng mà sinh động như con người thì chẳng khác nào một đám phen cuồng, Chu Gia Ngư thậm chí bị mấy đứa nó nâng lên. Được rồi, được rồi, đừng dọa người ta mấy đứa mau qua đây lão từ đứng bên cạnh nói đưa khối băng này vào bấy giờ chu gia ngư mới được buông tha đổ váng mắt hoa thiếu chút nữa vấp ngã may mà có lâm trục thủy đỡ cậu sau này chỉ cần là người giấy sinh ra từ tổ thụ thì chúng không thể làm hại cậu lâm trục thủy nói cậu cũng có thể sở hữu người giấy của riêng mình hai mắt chu gia ngư lập tức sáng rực người giấy của tôi ư Lâm Trục Thủy gật đầu, về nhà tôi sẽ dạy cậu. Chu Gia Ngư nghe vậy thì vui lắm, cuối cùng cũng có em gái đảm nhận việc lột tỏi số 2, trước mắt thì thầm nhất cùng đang đóng vai em gái lột tỏi số 1. Người trong thôn đều hết sức kinh ngạc khi nhìn thấy tảng băng mà họ đem về. Lão Từ giải thích ngắn gọn, Chu Gia Ngư phát hiện khi thôn dân nghe thấy tên của Từ Kinh Hòa, vẻ mặt của họ chợt trở nên ảm đạm. Sao anh Kinh Hòa lại làm thế? cô gái đã sắp xếp chỗ ở cho bọn chu gia ngư có vẻ rất buồn cô nói trước đây anh ấy không như vậy mà tại sao rốt cuộc anh ấy đã gặp phải chuyện gì lão từ lạnh lùng nói đừng gọi nó là anh bây giờ nó không còn là con cháu của gia tộc họ từ nữa cô cháu gái nghe vậy bèn đưa tay lau nước mắt khẽ khàng vâng dạ rồi lặng lẽ quay lưng bỏ đi có lẽ trước khi từ kinh hòa rời khỏi gia tộc cô và anh ta rất thân với nhau Thẩm Nhất Cùng và Thẩm Mộ Tứ cũng đến, nhìn thấy tảng băng phía sau Chu Gia Ngư. Thẩm Nhất Cùng đứng gần nhất, cậu chàng đột nhiên phát hiện xác chết đang nhúc nhích bên trong thì giật bắn mình, thảng thốt nói: "Vẫn còn cử động kìa." Chu Gia Ngư đáp: "Tôi cũng không biết. Chúng ta phải xử lý thi thể thế nào?" Thẩm Mộ Tứ: "Báo cảnh sát." Chu Gia Ngư: "Cảnh sát sẽ phản ứng thế nào khi thấy xác chết vẫn còn cử động?" Thẩm Nhất Cùng chẳng sao đâu. Bảo đảm bọn họ sẽ kiếm cớ giải thích bằng khoa học, chúng ta không cần lo lắng. Chu Gia Ngư Không hiểu sao, cậu lại nhớ đến chương trình phổ cập khoa học từng làm mưa làm gió một thời. Chương trình có chiếu về một người có thể hút được máu từ một cái ống sắt. Sau một hồi điều tra nghiên cứu, các chuyên gia kinh ngạc phát hiện rằng Người này bị chảy máu chân răng. Chao ôi, những đứa trẻ đáng thương. Lão từ thở dài, đúng là nghiệp chướng. Lâm Trục Thủy cũng không trả lời, quay đầu hỏi, có ai ra khỏi thôn không? Không, một cô gái dõng dạc đáp, sau khi nhận được tin của lão từ, chúng tôi đã cho người chặn hết các đường ra trong thôn. Lâm Trục Thủy nhíu mày, bao nhiêu người? Hơn 10 người đấy, anh ta không chạy thoát được đâu. Lâm Trục Thủy không tỏ vẻ gì, lại hỏi tiếp, trong thời gian này có ai xuống núi không? Cô gái thoáng do dự, cuối cùng vẫn gật đầu, có đấy, nhưng đó là một cô gái trong gia tộc chúng tôi. Cô bé bị bệnh tim, ban tối mới bị ai đó dọa sợ, chúng tôi lo lắng cho cô ấy nên đã đưa cô ấy lên chấn rồi. Cô nàng còn nhấn mạnh, vóc người cô bé đó nhỏ nhắn lắm, chắc chắn không phải là kinh hòa đóng giả. Lão Từ vừa nghe liền biết mọi chuyện đã đổ bề, ông cụ thở dài, con bé ngốc này, vậy mà cũng để nó trốn thoát. Cô gái ngây ngẩn, trốn thoát. Nhưng, nhưng tối nay chỉ có một mình cô bé mắc bệnh tim đó ra khỏi thôn thôi mà. Từ kinh hỏa là một người đàn ông cao to. Chắc chắn nó có cách gì đó. Lão từ nói, thấy cành cây của tổ thụ không? Do nó chặt xuống đấy. Cô gái nhìn cành cây của tổ thụ cùng những thi thể bên trong tảng băng, chợt rơi nước mắt, nước nở nói, sao anh ta lại làm như vậy chứ? Lão Từ không nói tiếng nào, lấy thuốc lá trong túi áo ra im lặng hút. Từ kinh hòa đã chạy thoát nhưng Lâm Trục Thủy cũng không tỏ ra quá kinh ngạc. Hắn bình thản nói, bỏ đi, hắn vẫn còn kẻ đứng sau lưng từ kinh hòa. Từ kinh hòa bước chân vào thế tục, chắc chắn đã gặp phải chuyện gì nên mới thay đổi đến thế, còn phản bội gia tộc của mình. Hơn nữa từ thủ đoạn của anh ta, hiển nhiên anh ta được một thế lực nào đó chống đỡ chứ không thể nào có chuyện độc lai độc vãng nếu từ kinh hòa bị bắt một cách dễ dàng mới là chuyện đáng ngờ. Quả nhiên Lâm Trục Thủy và Lão Từ nói đúng, hơn 10 phút sau, bọn họ tìm thấy cô bé mắc bệnh tim đáng lẽ đã ra khỏi thôn trên tầng 3 của một căn nhà. Cô bé bị trục thuốc nên đang hôn mê bất tỉnh, nhưng nhìn chung cũng không có gì lo ngại. Mọi người còn đang cảm thán, điện thoại của Chu Gia Ngư lại đổ chuông. Cậu nhìn màn hình, phát hiện là Tiểu Cúc đang gọi tới tiên sinh chu gia ngư thoáng do dự quyết định hỏi ý kiến của lâm trục thủy từ kinh hòa gọi lâm trục thủy cũng đã đoán được hắn nói nghe đi chu gia ngư nhận điện thoại rồi bật loa ngoài hay xin chào mọi người vẫn là giọng điệu quen thuộc nhưng âm thanh đã thay đổi từ kinh hòa cất tiếng bây giờ tôi đang ở trên xe lửa chuẩn bị rời khỏi nơi này cậu tên là chu gia ngư đúng không đừng lo tôi vẫn thấy hứng thú với cậu lắm. Chờ tôi lại đến tìm cậu ha, cá nhỏ đáng yêu. Chu Gia Ngư, rõ ràng anh đang bị thương mà sao anh vui thế? Bởi vì mấy người vẫn chưa bắt được tôi. Từ kinh hòa đáp, vui vẻ cười. Nếu ai khác mà nghe giọng điệu khiêu khích cợt nhà của từ kinh hòa thì chắc hẳn sẽ giận tím người. Nhưng lâm trục thủy lại, tốt bụng, chúc anh ta một câu, thuận buồm xuôi gió. Ở đầu dây bên kia, từ kinh hòa đột ngột im bặt sau đó quát to lâm trục thủy anh đã làm gì tôi lâm trục thủy đoán xem nói đoạn hắn bảo chu gia ngư cúp điện thoại rồi tắt nguồn chu gia ngư tò mò lắm hỏi hắn xem rốt cuộc từ kinh hòa bị làm sao lâm trục thủy cười lạnh không phải hắn thích ngụy trang thành người khác lắm ư vậy tôi giúp hắn khỏi biến lại chu gia ngư vậy nên bây giờ từ kinh hòa vẫn phải đội cái xác nữ đó hả? từ kinh hòa phải giữ hình hài ấy trong bao lâu chu gia ngư không biết cậu chỉ biết sau này có một khoảng thời gian dài anh ta thường xuyên gọi điện thoại đến chửi rủa ra chiều tức tối lắm lần nào chu gia ngư cũng vui vẻ tắt tiếng chờ anh ta chửi xong mới tốt bụng hỏi chửi xong chưa xong rồi thì tôi cúp đây ban nãy mải xào rau không nghe thấy bình thường từ kinh hỏa nghe cậu nói vậy là chỉ muốn bùng cháy. Biết bao nhiêu lần như thế, từ kinh hỏa mới thôi không quấy giày Chu Gia Ngư nữa. Do không thể xử lý thi thể của nhóm sinh viên, cuối cùng bọn họ vẫn quyết định báo cảnh sát. Đến chiều cảnh sát trên thị trấn mới đến, Chu Gia Ngư cũng ngủ bù được một giấc. Mua vé xe lửa rồi, Thẩm Mộ tứ nói chiều nay chúng ta đi. Chúng ta về sớm vậy ư? Chu Gia Ngư cứ cảm thấy Lâm Trục Thủy vẫn còn nhiều việc phải giải quyết. Ừ, Thẩm Mộ Tứ là người sắp xếp những chuyện này. Anh nói, tiên sinh bảo sắp Tết rồi, mọi người hãy tranh thủ tụ họp. Bây giờ Chu Gia Ngư mới nhớ rằng từ lúc đến đây cậu chỉ gặp Thẩm Triều Tam vài lần, Thẩm Nhị Bạch cũng thường xuyên phải ra ngoài. Cậu lấy làm ngạc nhiên, bèn hỏi Thẩm Mộ Tứ. Thẩm Mộ Tứ nghe tên của hai vị sư đệ thì nét mặt cũng dịu xuống, đáp, hai người đó phải ra ngoài làm công chuyện có phải việc tiên sinh không muốn đích thân ra tay sẽ để chúng tôi thay thế nhưng nhất cùng bây giờ còn nhỏ cũng không có kinh nghiệm thực chiến nên mới đi theo tiên sinh qua vài năm nữa nó cũng phải tự lập thôi nghe đến đây ý nghĩ duy nhất trong đầu chu gia ngư là vậy sau này cậu cũng sẽ như vậy sao ai ngờ thẩm mộ tứ như nhìn thấu cậu anh đưa tay vỗ vỗ vai chu gia ngư tạm thời cậu không cần lo lắng việc này chu gia ngư hà tại sao thẩm mộ tứ ừm coi như cậu có năng lực tiên sinh cũng sẽ không để cậu ra ngoài một mình chu gia ngư vẫn mơ mơ màng màng không hiểu thẩm mộ tứ thấy cậu như vậy thì bật cười sao nào quên cái mác lừa đảo của mình rồi hả cho cậu ra ngoài một mình cậu lại chạy mất thì sao chu gia ngư rồi tôi biết rồi nói thật trừ khoảng thời gian mới đến đây Hiện giờ Chu Gia Ngư gần như đã quên sạch về thân phận cũ của mình. Lúc ra về, lão tử tặng cho Chu Gia Ngư một món quà nhỏ. Đó là một cành cây khô trông rất bình thường, dù rơi xuống đường người ta cũng sẽ cầm chổi quét đi. Nhưng Chu Gia Ngư biết, đây là cành cây của tổ thụ. Sau khi lớp băng bên ngoài tan chảy, cành tổ thụ vốn sáng lấp lánh trở thành một cành cây bình thường, vỏ cây sần sùi màu nâu. Điểm đặc biệt duy nhất là lá trên cành hãy còn xanh biếc. Lão Từ cẩn thận lấy nhánh cây bên trong khối băng ra, đặt vào chiếc hộp giấy to đã chuẩn bị sẵn. Ông cụ nói nhất định sẽ sắp xếp thời gian để mai táng nó một lần nữa. Thấy thái độ của ông như vậy, Chu Gia Ngư nhận quà mà vừa mừng vừa lo. Vốn cậu định từ chối nhưng lão Từ lại cười bảo đây là ý của tổ thủ, còn yêu cầu Chu Gia Ngư đi với ông đến một nơi trước khi quay về. Lâm Trục Thủy ra hiệu cho Chu Gia Ngư đồng ý. Lần này hai người đi đến một dòng sông nhỏ cách thôn không xa, Chu Gia Ngư ra bờ sông, lão từ lại lấy chiếc còi trong áo ra thổi. Một giây sau, dưới con sông đã đóng băng chợt xuất hiện vô số người giấy nho nhỏ. Bọn chúng nhỏ hơn những người giấy đang sống trong thôn, chúng kể sát mặt vào lớp băng nhìn Chu Gia Ngư, có đứa còn tò mò đưa tay lên gõ gõ. Theo mệnh lệnh của lão từ, Lớp băng bị phá vỡ, để lộ dòng nước vẫn cuộn chảy bên dưới. Nước ở đây rất trong, Chu Gia Ngư thậm chí có thể nhìn thấy đá cuội dưới đáy sông. Những người giấy ở đây chỉ to bằng bàn tay, không có mặt mũi cũng không mặc quần áo, bám vào bờ sông ngẩng đầu nhìn Chu Gia Ngư. Dù không có mắt, nhưng Chu Gia Ngư vẫn cảm nhận được sự hiếu kỳ và thân thiện từ cử chỉ của chúng. Giữa dòng nước Chu Gia Ngư bắt gặp một thứ cậu vô cùng quen thuộc bức tượng người phụ nữ bằng băng cậu đã nhìn thấy khi ở trong nhà nghỉ thị trấn. Tượng băng đứng trong con sông chảy xuôi, vẫn đưa tay lên vẫy chào. Khi nhìn gần thế này, Chu Gia Ngư mới trông thấy nụ cười từ bi trên gương mặt bức tượng. Lão Từ nói, Từ Kinh Hỏa đã luôn tìm nó. Chu Gia Ngư hốt hoảng, phát hiện trong lúc lão Từ nói chuyện, nụ cười của bức tượng dần dần phai nhạt, ánh mắt nhuốm màu bi ai. Muốn sản xuất người giấy thì hàng năm phải cúng tế, lễ vật mà tổ thụ thích nhất chính là tượng băng. Ông cụ chậm rãi kể, vậy nên năm nào chúng ta cũng khắc một bức tượng đặc biệt. Đến đầu xuân sẽ đưa vào trong hang, dâng tặng tổ thụ. Lão từ thở dài, nói bằng giọng buồn bã, thứ mà từ kinh hỏa muốn. Chính là bức tượng này. Chu gia ngư nhẹ giọng hỏi, cháu chạm vào có được không? Lão tử cười đáp, đương nhiên là được rồi. Chu Gia Ngư vươn tay, nhẹ nhàng chạm vào bức tượng băng đẹp đẽ và sinh động ấy. Cậu rất cẩn thận, chỉ khẽ chạm vào lọn tóc đang tung bay của nó rồi thôi. Ta đoán thằng bé muốn tìm phương pháp khắc tượng nên chúng ta mới phải giấu bức tượng đi. Người bình thường không được nhìn bức tượng này, bằng không lập tức sẽ bị đông cứng, nhẹ thì bị thương, nặng thì mất mạng nên lần nào chúng ta cũng rất cẩn thận. Chu Gia Ngư nhớ lại lúc trông thấy nó, cậu vô thức dùng mình. Bình thường chúng ta sẽ đặt tượng băng trong khu nghĩa trang, từ kinh hòa theo vào có lẽ cũng là vì bức tượng. Đường lúc nói chuyện, vài giọt lệ chợt ứa ra từ mắt bức tượng, men theo gò má, trong nháy mắt ngưng động thành một hạt băng, Chu Gia Ngư không kiềm được mà đón lấy. Bọn chúng rất thích cháu. Lão Từ nói, nếu cháu đồng ý, cháu có thể chọn một người giấy mang về nuôi, sau một thời gian sẽ lớn lên người giấy ở đây khác với người giấy bình thường chúng có trí thông minh biết tâm ý tương thông với chủ nhân chu gia ngư nghe vậy thật sự có chút động lòng nhưng đồng thời cậu cũng cảm thấy do dự để người giấy rời khỏi đây liệu có ổn không lão từ thở dài ông quay lại nhìn về phía thôn làng có khói bếp lượn lờ có lẽ chúng ta thật sự đang bị lịch sử đào thải bước chân vào thế tục cũng không có gì không tốt cuối cùng, chu gia ngư vẫn đồng ý với lời đề nghị của lão tử. cậu đưa bàn tay vào là nước lạnh như băng, muốn vớt một người giấy lên. có người giấy lùi ra sau, có người giấy lại cố gắng đến gần cậu. trong đó có một đứa can đảm nhất, nó nơm nớp lo sợ, dè dặt đưa bàn tay nho nhỏ mỏng manh của mình nhẹ nhàng nắm lấy ngón tay chu gia ngư. cõi lòng chu gia ngư khẽ rung động, cậu bèn đưa tay vớt nó lên. Người giấy này cũng không khác gì những người bạn của nó, thậm chí bước đi cũng hơi vụng về. Nó thuận theo cánh tay bỏ lên bả vai Chu Gia Ngư, sau đó rụi rụi đầu vào cằm cậu. Chu Gia Ngư nheo mắt lại nở nụ cười, lão từ cũng mỉm cười hiền lành. Nhưng hai người vui không có nghĩa là cả nhà đều vui. Sái bát vẫn luôn yên tĩnh trong đầu Chu Gia Ngư chợt cất giọng chua sót, hay quá hen, con trồn trong nhà hãy còn sống nhăn răng, nay lại có thêm đối thủ. Chu ra ngư cười hỏi, mày ghen hả? Sao dạo này không nghe mày nói gì? Sái bát dầm gì, nó bực bội mổ mổ mấy cái lên mai rùa dưới chân để xả giận. Tôi cũng có muốn đâu, bộ anh quên chuyện lúc trước rồi hả? Tôi nghi rằng lâm trục thủy có thể nghe thấy giọng của tôi nên đành cố gắng giữ im lặng. Sái bát nào hay nó không lên tiếng lại tạo cơ hội cho đám tôm tép kia thượng vị. Sái bát cay lắm, thậm chí còn muốn xù lông. Chu Gia Ngư nghe nó nói lại thấy hơi buồn cười, nhưng cậu cố gắng nhẫn nhịn, vội vàng nói vài câu vuốt ve an ủi, bấy giờ chim nhỏ mới miễn cưỡng nguôi ngoai. Bé người giấy có vẻ thích Chu Gia Ngư lắm, nó đưa cặp tay nho nhỏ ôm lấy cổ cậu. Lão Từ dặn dò cậu những chuyện cần chú ý, sau đó ông lại thổi còi, mặt sông lại đóng băng như cũ. Thật ra nuôi người giấy so với nuôi thú cưng đơn giản hơn nhiều. Theo lời lão Từ, chỉ cần không cho nó ăn uống lung tung, thường ngày để ý trò chuyện với nó thì hầu như không thành vấn đề. Chu Gia Ngư tò mò hỏi, cho ăn lung tung là sao ạ? Lão tử đáp, mấy đứa nó thích ăn những thứ làm từ giấy, nhưng tuyệt đối không được cho nó ăn bùa, coi chừng tiêu chảy. Chu Gia Ngư kinh ngạc, người giấy cũng bị tiêu chảy. Lão tử nói, không phải tiêu chảy như con người đâu nhưng cũng phiền lắm, phải lâu thật lâu mới khỏi được. Chu Gia Ngư vậy, cháu cho ăn thịt được không? Lão Từ gật gật đầu. Món mà bọn chúng thích nhất là cho nhang, nhưng không ăn cũng không sao. Trên người cháu có âm khí nặng, nó ăn cái đấy cũng được. Theo cách nói của Lão Từ thì chẳng có ai hợp nuôi người giấy hơn Chu Gia Ngư. Người giấy có thể hấp thụ âm khí trên người cậu, giảm sức hấp dẫn của cậu với đám yêu ma quỷ quái. Chu Gia Ngư đưa người giấy về thôn. Thẩm Nhất cùng nhìn thấy thì trợn tròn mắt, ao ước vô cùng. Bé người giấy cũng không sợ người lạ, được Thẩm Nhất cùng ôm vào lòng bèn ngoan ngoãn nằm im. Trái tim Thẩm Nhất cùng tan chảy, oa, wow! dễ thương quá trời quá đất. Đi thôi, Thẩm Mộ Tứ bất đắc dĩ thúc giục, còn dày già nữa là không lên xe kịp đấy. Hôm nay đã có dấu hiệu của bão tuyết, gió trên núi cuồn cuộn, kéo theo những bông hoa tuyết to khiến đôi má rát buốt. Lần này lão từ chuẩn bị xe trượt tuyết đưa họ xuống núi, cả đám không phải quốc bộ nữa. Hình như người giấy rất sợ lâm trục thủy, chu Gia Ngư ngồi bên phải hắn, nó bèn lẩn vào trong quần áo cậu muốn trốn. chu Gia Ngư bị nó làm nhột ơi là nhột, lâm trục thủy chợt đưa tay, dùng ngón trỏ và ngón giữa kẹp lấy nó, nói, đừng cho nó bỏ vào trong quần áo. Người giấy tính âm, không tốt cho thân thể cậu. Dạ vâng, thưa tiên sinh. Chu Gia Ngư trả lời, cầm người giấy lên nghiêm túc gian dạy nó. Người giấy nghe hiểu tiếng người, bị la mấy câu thì ỉu xìu co thành một cục. Chu Gia Ngư không an ủi mà chỉ cẩn thận đặt nó vào túi. Lão Từ đã nói rõ phải dạy dỗ người giấy như dạy dỗ trẻ nhỏ, thường phạt phân minh, không được nuông chiều. Mọi người đi nhé. Lão Từ ngồi trên xe trượt tuyết cất tiếng, có dịp hãy quay lại đây chơi. Chu Gia Ngư vẫy tay chào tạm biệt, cậu cứ tưởng chuyến đi đến quê hương của người giấy hẳn sẽ rất đáng sợ, nhưng không ngờ lại có một cái kết đáng yêu như chuyện cổ tích. Cậu lần tay vào túi, nhẹ nhàng xoa đầu bé người giấy rồi nở một nụ cười dịu dàng. Bốn người bước vào khoang xe, tiếng còi dài cất lên, đoàn tàu lăn bánh rời khỏi xà sơn, phát ra những tiếng động ầm ĩ. Mấy ngày sau, Chu Gia Ngư về đến nhà thẩm nhất cùng và thẩm mộ tứ đi trước cậu vừa bước vào thẩm nhất cùng bèn vui vẻ hét to sư huynh các anh về rồi chu gia ngư theo sau trông thấy hai người ngồi trong phòng khách một người là thẩm nhị bạch cậu đã từng gặp trước đây người còn lại có gương mặt hơi xa lạ chính là thẩm triều tam đã lâu không xuất hiện vóc dáng của thẩm triều tam rất cường tráng do trong phòng mở máy sưởi nên anh ta không mặc nhiều quần áo cơ bắp sắn chắc và hình thể khỏe mạnh hiển hiện qua lớp vải. Thẩm Triều Tam đứng dậy càng khiến người ta có cảm giác bị áp bức. Chu Gia Ngư cao 1m78 nhưng đứng trước mặt anh ta chẳng khác nào đứa con nít. Thẩm Nhất cùng vọt qua, Thẩm Triều Tam vòng tay quanh cổ cậu nhóc, anh nói, về rồi đấy hả? Thẩm Nhất cùng, dạ, em về rồi. Hình như bọn họ rất thân thiết. Chính xác hơn, quan hệ của thẩm nhất cùng và các sư huynh rất thân thiết tất cả mọi người đều chăm sóc cậu nhóc như em trai ruột của mình thẩm triều tam đưa mắt nhìn chu gia ngư anh bước tới đưa tay đã lâu không gặp chu gia ngư bắt tay với anh ta đáp ư ừ, lâu rồi không gặp chào mừng cậu trở về thẩm triều tam nồng nhiệt bắt tay với chu gia ngư âm thanh trầm thấp như tiếng chuông đồng chu gia ngư không hiểu câu chào mừng trở về của thẩm triều tam chỉ đơn thuần là chào hỏi hay có ý gì khác nhưng cậu không nghĩ nhiều chỉ mỉm cười đáp lại hai vị sư huynh đã quay lại căn nhà vốn quạnh quẽ trong nháy mắt trở nên náo nhiệt bốn anh em tề tự với nhau có cả chu gia ngư và con trồn mới gia nhập nhưng trồn tuyết không được vui như bọn họ nó trông thấy người giấy nhảy ra khỏi ngực áo chu gia ngư thì mắt muốn lọt tròng Ban đầu Chu Gia Ngư còn tưởng nó thích người giấy, sau khi nghe thẩm mộ tứ nhắc nhở mới biết con trồn đang giận, hơn nữa còn giận đến bay màu. Trồn tuyết cứ bực bội đến tận buổi tối, Chu Gia Ngư nấu thịt gà cho nó thì nó mới nguôi ngoai, cơ mà cu cậu vẫn ghét người giấy lắm. Chu Gia Ngư thậm chí nghi ngờ nó đang tìm cơ hội để nuốt chọn người giấy. Lúc dùng bữa tối, căn nhà vô cùng náo nhiệt thẩm nhị bạch và thẩm mộ tứ kể lại những câu chuyện kỳ lạ mà bọn họ đã gặp thẩm nhất cùng và chu gia ngư say sưa lắng nghe cơm nước xong xuôi mọi người đánh răng rửa mặt rồi ai nấy trở về phòng nghỉ ngơi bầu không khí lại trở nên yên tĩnh chu gia ngư cũng quay về căn phòng trên tầng 3 của mình cậu không vội vã lên giường ngủ mà ngồi bên cửa sổ một lát hoa tuyết tinh khôi tựa lông ngỗng rơi trên mặt đất Tạo ra một thứ âm thanh dì rào đặc biệt, cây cối trong vườn rung dinh tán cây trước những cơn gió lạnh gào thét. Qua cửa sổ, Chu Gia Ngư trông thấy một bóng người. Người nọ ngồi ở phía xa, trong một góc sân không mấy bắt mắt. Chu Gia Ngư nhìn kỹ một lát mới chắc chắn rằng đó là lâm trục thủy. Dường như hắn đang uống rượu một mình trong viện, trên vai đã phủ một lớp tuyết, không biết đã ngồi đó bao lâu. Đất trời tĩnh lặng lâm trục thủy tịch mịch nơi ấy nhẹ nâng chén rượu lên môi khẽ nhấp một ngụm đây là lần đầu tiên chu gia ngư nhìn thấy dáng vẻ này của lâm trục thủy cô độc lạnh lùng hệt như sắp tan vào khung cảnh xung quanh yên tĩnh tựa cây tùng bách giữa tuyết và gió chu gia ngư thậm chí có ảo giác người đàn ông ấy sắp biến mất ngay trước mắt cậu cậu cắn răng khoác vội tầm áo rồi hối hả chạy xuống lầu cậu vào nhà bếp lấy ít đồ rồi rời khỏi căn nhà. Dựa theo phương hướng ban nãy nhìn thấy qua cửa sổ, Chu Gia Ngư vội vội vàng vàng mở cửa. Cậu guồng chân chạy, muốn mau chóng đến bên cạnh Lâm Trục Thủy. Cơ mà một lát sau, Chu Gia Ngư phát hiện mình đã phạm phải một sai lầm chí mạng. Đường đi nơi đây không hề đơn giản như cậu nghĩ mà liên tục biến hóa thay đổi, cậu thậm chí phát hiện sau khi đi lạc, cậu cũng không tìm được đường cũ về nhà làm sao bây giờ chu gia ngư cười khổ cậu thở dốc lạc đường rồi sái bát nói khu nhà này sử dụng cây tùng bách làm trận pháp đường đi lối lại cũng bố trí theo ngũ hành bát quái nếu không có người dắt thì anh không ra ngoài được đâu chu gia ngư nhanh chóng sờ sờ túi quần của mình sau đó càng tuyệt vọng hơn khi phát hiện ban nãy vội quá cậu quên cầm điện thoại trời ơi chu gia ngư thở dài toang rồi sái bát tỏ vẻ tán thành sắc trời càng lúc càng tối chu gia ngư không biết mình đã chạy mấy vòng trong sân do ở bên ngoài lâu nên cơ thể cậu cũng dần dần lạnh lẽo mới đầu chu gia ngư còn đùa cợt với sái bát nhưng rồi cậu cũng cười không nổi nữa thở hổn hà hổn hển trời ơi là trời chả lẽ tao phải ngủ ngoài này thật hà tao sợ sáng sớm ngày mai bọn họ sẽ tìm thấy cái xác đông cứng của tao sái bát cũng bất đắc dĩ ngay lúc đang khổ não vì lạc đường, Chu Gia Ngư chợt trông thấy một ánh đèn ấm áp cách đó không xa. Ánh đèn lấp lóe như muốn giúp cậu xác định phương hướng. Có ánh sáng, cậu vội vàng chạy về phía ấy, nhưng lại sơ sải trượt chân, ngã sấp mặt trên nền tuyết. Chu Gia Ngư ngã đau, một lúc lâu sau mới miễn cưỡng đưa tay chống người định bò dậy. Xong khi ngẩng đầu lên, cậu lại nhìn ánh sáng đó đang hiển hiện ngay trước mắt mình. Đó là một chiếc đèn lồng màu đỏ tuyệt đẹp nằm trong bàn tay trắng nõn thon dài. Chu Gia Ngư. Âm thanh của Lâm Trục Thủy vang lên ngay phía trên cậu, tuy hơi mơ hồ nhưng vẫn êm tai như ngày nào. Cậu đang làm gì ở đây? Chu Gia Ngư nhìn gương mặt của đối phương, đôi mắt hắn nhắm lại, cặp môi mỏng nhạt màu vẽ thành một đường cong thoai thoải, tuyết trắng đậu trên tóc, trên vai hắn, có một bông tuyết còn vương trên hàng mi thon dài. Trái tim Chu Gia Ngư không kiềm được đập thình thịch. Cậu hồi hộp quá, thậm chí không biết phải nói gì, cuối cùng đành cứng ngắc vươn tay, đưa thứ mà cậu luôn cầm trên tay phải cho đối phương. "Tiên sinh, tôi tới đưa đồ nhắm cho ngài." Lâm Trục Thủy im lặng. Chu Gia Ngư đưa mắt nhìn lại, mới phát hiện cái túi cậu cầm bị thủng một lỗ to, bao nhiêu đồ bên trong đều rơi hết xuống đất. "Chu Gia Ngư, trời mẹ." Lâm Trục Thủy đưa tay ra, dậy thôi chu gia ngư nắm lấy tay hắn mượn lực đứng dậy phủi sạch tuyết bám trên người lâm trục thủy không nói gì cầm đèn lồng quay lưng bước đi chu gia ngư nhanh chóng theo sau lặng im không dám lên tiếng hai người xuyên qua vườn cây um tùm khoảng ba bốn phút sau thì lâm trục thủy mới dừng lại ngồi đi chu gia ngư định thần nhìn lại phát hiện đây chính là góc sân mà lâm trục thủy uống rượu ban nãy nhưng khi tiến vào cậu mới phát hiện góc sân này không giống những chỗ khác trông như không gian mở nhưng lại không có gió lạnh gào thét nhiệt độ cũng ấm áp hơn chu gia ngư ngồi xuống ghế đá nhìn lâm trục thủy rót cho cậu một chén rượu rượu có màu xanh nhạt tản ra mùi thơm của cây cỏ hương vị mát lạnh rất hấp dẫn rượu này cậu chỉ được uống một chén lâm trục thủy nói thử xem Chu Gia Ngư bưng chén rượu lên nhấp một ngụm, sau đó cả khuôn mặt đều ửng hồng. Nhìn thì tưởng đây là rượu nhẹ nhưng thật ra ngược lại, còn cay hơn bất cứ loại rượu nào Chu Gia Ngư từng uống, khi vào miệng cảm giác như nuốt phải lưỡi dao. Nhưng đây chỉ là cảm giác ban đầu, sau khi chảy qua cuống họng, mùi thơm của rượu lập tức dâng trào từ lồng ngực, để lại bao nhiêu dư vị, khiến người nhớ mãi không quên, mùi ngọt ngọt hãy còn vương trên đầu lưỡi. Rượu ngon Chu Gia Ngư vô cùng thích thú. Đương nhiên, Lâm Trục Thủy rót cho mình một ly, uống một hơi cạn sạch, "Chu Gia Ngư, cậu có biết tại sao tôi lại xăm hình cá vờn hoa sen cho cậu không?" Chu Gia Ngư mờ mịt lắc đầu. "Hoa sen dù tàn thì gốc rễ vẫn còn đó, năm sau lại tiếp tục sinh sôi, tượng trưng cho sự luân hồi của linh hồn." Lâm Trục Thủy nói, "rất hợp với cậu." Chu Gia Ngư lập tức ngây dại, Lâm Trục Thủy đã nói rõ ràng như vậy, sao cậu lại không hiểu cho được? Cậu lắp bắp, tiên sinh, ngài. Đã biết rồi ư? Lâm Trục Thủy không trả lời câu hỏi của cậu, chậm rãi đứng dậy, men theo con đường nhỏ bên phải là sẽ về đến nhà, cậu nghỉ ngơi sớm đi. Nói đoạn, hắn quay lưng rời đi, không để Chu Gia Ngư có cơ hội nói thêm điều gì. Chu Gia Ngư nhìn theo bóng lưng đối phương, cõi lòng ngổn ngang trăm mối. Cậu biết cảm xúc của mình đối với Lâm Trục có gì đó không đúng, nhưng nhất thời nghĩ mãi không ra, rốt cuộc là không đúng chỗ nào. Chương 48 ngồi sửa lại mấy chương đầu mới thấy dạo này câu cú mình cụt lùn đọc chán thấy rõ. Chương 48, Lạc Hồn Tiết trời dần chuyển lạnh, không khí Tết cũng tràn ngập muôn nơi. Thẩm mộ tứ đôn đốc cả bọn tổng vệ sinh nhà cửa, dán hoa văn trang trí và câu đối lên song cửa sổ, treo đèn lồng bằng giấy màu đỏ, khiến ngôi nhà quạnh quẽ có phần ấm cúng hơn. Chu Gia Ngư vốn định giúp một tay, hiểm nỗi bốn người kia đều dồn dập tỏ vẻ cậu chỉ cần tập trung nấu cơm là được, không cần mó tay vào những chuyện khác. Chu gia ngư thầm cảm thán trong lòng, quả nhiên làm đầu bếp ở đâu cũng được yêu ái. Đồ Tết cũng là do Chu gia ngư và thầm nhất cùng tự mua, đáng lẽ để người ta ship về nhà là được, nhưng thầm nhất cùng cứ nằng nặc đòi ra ngoài, bảo vậy mới có không khí. Đám thầm mộ tứ xưa nay đều hết sức rộng rãi trước những yêu cầu của thầm nhất cùng, thấy cậu nhóc đòi mãi bèn đồng ý. Vì vậy, Thẩm Nhất Cùng lái xe chở Chu Gia Ngư đi mua sắm. Ban đầu Chu Gia Ngư vẫn chưa kịp nhận ra, mãi đến khi Thẩm Nhất Cùng ngồi vào ghế lái rồi nổ máy, cậu mới giật thót. Thẩm Nhất Cùng, không phải cậu vẫn chưa đủ 18 tuổi hả? Cậu có bằng lái không? Thẩm Nhất Cùng trắng trợn đáp, "Không." Chu Gia Ngư, "Thế?" Thẩm Nhất Cùng, "Thế anh có không?" Tôi cũng không có. Đúng là Chu Gia Ngư chưa có bằng lái thật. Nghe thấy câu trả lời của cậu, thẩm nhất cùng hài lòng đạp chân ga, phóng xe ra ngoài. Suốt dọc đường Chu Gia Ngư cứ lo ngay ngáy, chỉ sợ giữa chừng xuất hiện mấy chú, bổ câu, sách cổ thẩm nhất cùng đi. Hiện nay, chiếu theo luật thì những người không có giấy phép lái xe sẽ bị tạm giam hơn 10 ngày, lúc ấy thì còn Tết nhất gì nữa. May mà trình lái xe của thẩm nhất cùng không tệ. Cậu nhóc khá chắc tay, còn thể son thể sắt rằng mình biết lái xe hơi từ lâu rồi, chẳng qua chưa đủ tuổi để thi bằng lái. Chu Gia Ngư nghe xong cũng cạn lời. Đích đến của bọn họ là một khu chợ lớn, bán gần như đầy đủ tất cả mọi thứ. Thẩm nhất cùng sung sướng tiêu tiền như nước, mua một đống linh tinh hầm bà làng khiến Chu Gia Ngư nhìn mà há hốc miệng. Cuối cùng khi thẩm nhất cùng đòi mua chai thổi bong bóng, Chu Gia Ngư đã nhịn hết nổi, hỏi cậu ta mua cái này làm gì, trong nhà đâu có trẻ con. Thẩm Nhất cùng trợn tròn mắt, sao lại không có? Chẳng phải bé người giấy chính là con của chúng ta sao? Chu Gia Ngư, con của chúng ta? Thẩm Nhất cùng coi cậu ta là cha nuôi thật đấy à? Thẩm Nhất cùng, giáo dục trẻ em không phải chuyện đùa. Anh nghĩ mà xem, lỡ mình dạy nó thành loại người giấy hư đốn trong tay từ kinh hòa. Thế chẳng phải ngày nào thức dậy anh cũng thấy nó sách mã tấu đứng ở đầu giường anh hả? Lời nói của thẩm nhất cùng khiến Chu Gia Ngư nhớ đến kỷ niệm hắc ám ngày ấy, cậu nghẹn họng. Chu Gia Ngư không cản nữa, thẩm nhất cùng càng mua càng nghiện, cậu nhóc chất một đống đồ trong cốp và ghế sau, vui vẻ quay về nhà. Đây là lần mua sắm đồ Tết đáng nhớ nhất của Chu Gia Ngư cậu tưởng đám thẩm mộ tứ sẽ sạc cho thẩm nhất cùng một trận, ai dè bọn họ như đã quen rồi, chỉ lặng lẽ chuyển đống hàng vào nhà. Thẩm nhất cùng thì cầm nước thổi bong bóng, chống bỏi và một mớ đồ chơi lặt vặt khác đi tìm bé người giấy. Chu Gia Ngư luôn cảm thấy bầu không khí hài hòa giữa hai người bọn họ cứ quái đản thế nào. Từ khi đến đây, người giấy cứ đánh nhau với trồn tuyết mãi. Mới đầu nó còn chịu thiệt, nhưng nay đã nắm rõ phương pháp đánh lộn, leo thẳng lên gáy con trồn điên cuồng cào. Trồn tuyết tay ngắn chân ngắn làm sao phản kháng nổi, Chu Gia Ngư nhìn nó uốn éo như sâu lông, thậm chí nghi rằng nó sẽ biến thành người rồi lôi bé người giấy trên ót xuống. Cậu cũng rất đau lòng khi phát hiện một vấn đề khác, đó là lông gáy của Tiểu Hoàng sắp bị người giấy tút chọc. Cậu không dám nói cho Tiểu Hoàng biết mà chỉ lặng lẽ đem người giấy về phòng dạy dỗ, bắt nó cũng phải quan tâm đến những bộ phận khác của trồn tuyết tuyệt đối không được tuốt trồn tuyết thành địa trung hải, bằng không tiểu hoàng sẽ bùng nổ mất. Ai nấy đều vui vẻ khi được nghỉ Tết, muốn ăn gì thì ăn, muốn gặp ai thì gặp. Trước ngày giao thừa, Lâm Trục Thủy cho người đem một con dê đực tới, Chu Gia Ngư bèn bật bếp nấu lẩu dê. Thịt dê vừa tươi vừa thơm ngon, cậu làm thêm món thịt dê kho tàu, hầm canh, còn thái mỏng ra nướng. Lâm Trục Thủy không đến ăn cơm, Chu Gia Ngư do dự một hồi, vẫn chừa riêng cho hắn một phần rồi nhờ Thẩm Nhất Cùng dẫn cậu đến chỗ Lâm Trục Thủy. Thẩm Nhất Cùng, wow! Đây là lần đầu tiên tôi mang cơm cho tiên sinh đó. Chu Gia Ngư, mọi người chưa mang cơm cho tiên sinh bao giờ à? Thẩm Nhất Cùng nghe vậy thì mặt mày đau khổ, hỏi, nếu tôi đem đồ ăn tôi nấu cho tiên sinh, anh nghĩ ngài ấy sẽ yêu tôi hay hận tôi? Chu Gia Ngư, ừ nhỉ. Thẩm Nhất cùng nói với vẻ triết học, có vài thứ nếu cho đi lại khiến đối phương phải gánh chịu tra tấn rằn vặt. Chu Gia Ngư nhớ lại hương vị món mì mà Thẩm Nhất cùng nấu, bỗng cảm thấy cậu chàng dùng chữ tra tấn thật quá ư chính xác. Đến nơi ở của Lâm Trục Thủy, Chu Gia Ngư gõ cửa. Một lát sau, cánh cửa bật mở để lộ gương mặt lạnh nhạt của người nọ. ư ừ. Chu Gia Ngư vội vàng đưa chiếc giỏ đựng đầy thức ăn trên tay cho hắn. Tiên sinh, tôi đã nấu thịt dê rồi, thấy ngài không đến nên để phần cho ngài. Lâm Trục Thủy nhận lấy chiếc giỏ, hắn gật đầu, về đi. Ừm, um, thật ra Chu Gia Ngư vẫn còn lời muốn nói, nhưng cuối cùng cậu vẫn giấu kín nơi đáy lòng, chẳng dám hé môi. Bữa tối hôm nay là liên hoan thịt dê, được mọi người nhiệt liệt hoan nghênh. Thịt dê vừa tươi vừa non, nấu kiểu nào cũng ngon cả. Món hợp khẩu vị chu gia ngư nhất là thịt dê nướng, thịt dê thái mỏng nhanh chín, chấm với tương vừng, mùi vị đặc trưng tràn ngập trong miệng, nhai không dắt răng, chất thịt vừa mềm vừa không bị bở. Một con dê gần 15 kg, cả bọn đánh chén từ 7 giờ đến 10 giờ tối, coi như giải quyết xong. Trồn tuyết cũng được ăn ké, ngồi bên cạnh thỏa mãn gặm xương. Bé người giấy ngủ khì trong túi áo chu gia ngư gật gà gật gù, vô cùng đáng yêu. Toàn thân Chu Gia Ngư nóng hầm hập, mặt mày cũng ửng hồng, cậu uống vài ly rượu nên đã hơi say, nở nụ cười ngốc nghếch. Cuộc sống hiện tại của cậu rất tốt, cậu rất thỏa mãn, không dám đòi hỏi gì hơn. Đêm giao thừa, Chu Gia Ngư gói sủi cảo, Lâm Trục Thủy cũng đến ăn cơm với bọn họ. Phòng khách mở tivi, chiếu chương trình xuân vãn nhộn nhịp sôi nổi. Chu Gia Ngư ôm trồn tuyết vào lòng, cậu ngồi bên cạnh Lâm Trục Thủy, ngửi thấy mùi đàn hương thoang thoảng. Chu Gia Ngư biết đó là mùi hương từ trên người Lâm Trục Thủy, mùi hương ấy khiến cậu vô cùng an tâm, thậm chí không kiềm được muốn gần hắn hơn một chút. Đi thôi, chúng ta ra ngoài đốt pháo. Thẩm nhất cùng đề nghị, tôi mua nhiều lắm. Đi nào, thẩm nhị bạch là người đứng dậy đầu tiên. Đoàn người rồng rắn bước ra sân, Chu Gia Ngư và Lâm Trục Thủy đi ở cuối hàng, tuyết bay lất phất giữa trời, rơi trên da thịt để lại cảm giác lành lạnh, xung quanh tràn ngập tiếng nói chuyện cười đùa, cực kỳ náo nhiệt. Mùng 3 sẽ có hội chùa. Lâm Trục Thủy đứng bên cạnh Chu Gia Ngư chợt lên tiếng, cùng đi chứ. Mới đầu Chu Gia Ngư còn tưởng mình nghe lầm, cậu sững sờ vài giây mới phản ứng kịp, kích động đến mức sắp bùng cháy, được à? Lâm Trục Thủy gật gật đầu, Wow, đây là lần đầu tiên ngài ấy hẹn tao đi chơi đó. Chu Gia Ngư vui muốn chết mà không dám lộ ra, đành nói chuyện với chú chim trong đầu. Trời ơi, tao sung sướng quá. Sái bát nói, chúc mừng anh nhé. Chu Gia Ngư hãy còn cười ngây ngô. Tiếng pháo nổ bùm bùm xua đuổi niên thú, pháo hoa bao trùm bầu trời đêm, cầu mong một năm mới an lành. Niên thú, loài vật trong truyền thuyết Trung Quốc, thường sống dưới đáy biển và lên bờ tìm thức ăn vào đêm giao thừa. Niên thú sợ màu đỏ, ánh sáng và tiếng động lớn. Mùng một là ngày cúng bái nên người nhà họ Lâm đến đây từ sáng sớm, đương nhiên có cả Lâm Phách. Chu Gia Ngư ăn sáng xong mới biết hôm nay bọn họ sẽ lên núi thắp hương cho tổ tiên. Nhưng Lâm Trục Thủy có vẻ không hứng thú, mặt mày lạnh lùng suốt cả quãng đường. Nghĩa trang của nhà họ Lâm là khu vực tư nhân, Mai táng tất cả thành viên trong gia tộc. Hoàn cảnh và phong thủy nơi đây đều rất tốt, lúc bước vào Chu gia ngư còn nhìn thấy một tia thụy khí, tuy rất nhạt nhưng việc thụy khí xuất hiện ở nghĩa trang đã là chuyện hiếm có rồi. Lâm Trục Thủy thắp hương xong liền bước sang một bên, bảo các đồ đệ từng người một đến dập đầu với tổ tiên. Chu gia ngư lúng túng đứng phía sau, đến bây giờ Lâm Trục Thủy vẫn chưa xác nhận danh phận của cậu, cậu không biết phải tế bái thế nào cho hợp lễ. Đường lúc suy nghĩ, Lâm Trục Thủy chợt đưa tay nhẹ nhàng vỗ vỗ vai cậu, hắn hơi nâng cằm, nói với Chu Gia Ngư, đi đi, quỳ lại sư tổ. Chu Gia Ngư vội vàng đồng ý, nhận lấy hương từ tay Lâm Phách, đoạn cung kính tiến đến dập đầu vài cái. Lâm Phách nhìn Chu Gia Ngư bằng ánh mắt phức tạp, Chu Gia Ngư cũng không biết rõ đó là cảm xúc gì, nhưng cậu nhận ra chút ganh tị đè nén bên trong. Ừm, um, phải có bản lĩnh thì mới được người nhà họ Lâm ganh tị chứ. Chu Gia Ngư tự an ủi bản thân. Nhà họ Lâm là gia tộc nổi tiếng trong giới phong thủy nhưng cách thức cúng bái lại vô cùng đơn giản, lớp con cháu chỉ thắp mấy nén nhang rồi bày đồ cúng lên. Thành viên của dòng chính chi thứ rất đông, tổng cộng hơn 200 người nhưng đến giữa trưa là xong. Bọn họ dùng cơm ngay tại đây, cỗ bàn được chuẩn bị công phu có vài món chu gia ngư thậm chí không nhận ra được nguyên liệu trong đó. Nhưng dù thức ăn có tỉ mỉ đến đâu, Lâm Trục Thủy cũng chẳng hề nể tình. Chu Gia Ngư chú ý đến hắn, cậu phát hiện hắn chỉ động đũa duy nhất một lần, hơn nữa còn gắp đúng một miếng măng tây, không buồn khách sáo. Thái độ của Lâm Phách cũng khác lúc trước, hình như biết tâm trạng Lâm Trục Thủy không tốt nên nói chuyện rất dè dặt. Lâm Trục Thủy câu được câu trăng đáp lại, biểu cảm lạnh lùng đến đáng sợ. Cả Thẩm Nhất Cùng cũng yên lặng lạ thường, cậu nhóc không dám ho he tiếng nào mà chỉ vùi mặt vào bát. Mãi đến xế chiều, Chu Gia Ngư mới hiểu được nguyên nhân sự việc. Khi bọn họ rời khỏi nghĩa trang, Lâm Trục Thủy lại không lên xe. "Tiên sinh đâu?" Chu Gia Ngư hạ giọng hỏi. Thẩm Nhất Cùng đưa tay ra dấu im lặng, chờ khi xe đã lăn bánh đi xa, cậu nhóc mới nói tiên sinh đi thăm sư gia và sư cô. Chu gia ngư sững sờ trong chốc lát, bọn họ đã. Thẩm nhất cùng gật gật đầu. Trên đường về nhà, thẩm nhất cùng tóm tắt lại chuyện của ba mẹ Lâm Trục Thủy. Nghe đâu hai người môn đang hộ đối, đều là phong thủy đại gia, lần đầu gặp gỡ liền nhất kiến trung tình, hỉ kết liên hôn. Sau khi Lâm Trục Thủy ra đời, tình cảm của hai người càng thêm mặn nồng nhưng những tháng ngày hạnh phúc ấy đã chấm dứt khi thể chất trí dương của Lâm Trục Thủy dần dần hiển hiện. Trong phong thủy, người ta sợ nhất những vật xấu xa bẩn thỉu, bởi vậy những người có cơ thể trí dương thường sẽ đạt được những thành tựu vĩ đại. Tuy thể chất này sẽ khiến la bàn bị nhiễu loạn, nhưng chỉ cần học phương pháp cửu cung phi tinh, bấm đốt ngón tay là có thể vượt qua hạn chế. Hiểm nỗi thể chất trí dương lại có một khuyết điểm cực lớn, đó là đoàn mạnh. Thẩm nhất cùng nói, lúc đó trong giới truyền rằng tổ tiên nhà họ Lâm đã xem mệnh cho tiên sinh, tương lai ngài ấy sẽ không sống quá 18 tuổi. Tất cả mọi người đều tin là thật, nhưng không biết ba mẹ tiên sinh đã dùng cách gì để nghịch thiên cải mệnh cho ngài, giúp tiên sinh vượt qua kiếp nạn năm 18 tuổi. Chu Gia Ngư nghe xong cũng cảm thấy buồn bã. Thẩm nhất cùng thở dài, đôi mày cao lại mang vẻ yêu sầu, nhưng nghịch thiên cải mệnh tức là làm trái thiên đạo, không bao lâu sau ba mẹ tiên sinh cũng bỏ mình vì tai nạn bất ngờ, để lại tiên sinh năm ấy mới 8 tuổi. 8 tuổi, dẫu cho Lâm Trục Thủy là thiên tài nhưng bây giờ hắn cũng chỉ là một đứa trẻ mà thôi. Đột nhiên mất đi cha mẹ, hẳn Lâm Trục Thủy đã đau khổ lắm. Việc này có liên quan đến nhà họ Lâm, Thẩm Nhất cùng nói, sau đó tiên sinh cũng rời đi, tự lập môn hộ trước đây chu gia ngư luôn cảm thấy quan hệ giữa lâm trục thủy và lâm phách có gì đó là lạ không ngờ nội tình lại là thế này cho nên hàng năm sau khi cúng tổ tiên tâm trạng tiên sinh không được tốt thẩm nhất cùng uể oải cuộn mình ngồi trên ghế chu gia ngư cảm giác cậu chẳng giúp đỡ được gì cõi lòng thất vọng cậu lẩm bẩm vậy tối nay tôi sẽ nấu thêm mấy món tiên sinh thích vào giấc chiều Chu Gia Ngư tốn hết công sức nấu một bàn đầy đồ ăn, chờ Lâm Trục Thủy về. Có lẽ biết cậu đang thấp thỏm mong đợi, thẩm mộ tứ tốt bụng động viên, đừng lo lắng, tiên sinh sẽ về mà, có điều ngài ấy sẽ về trễ, chúng ta chịu khó chờ một lát. Chu Gia Ngư ngượng ngùng nói cảm ơn. Ngày này hàng năm tiên sinh đều như vậy. Thẩm nhị bạch cũng an ủi, bọn tôi cũng không biết phải khuyên nhủ thế nào. Anh làm tốt lắm, đừng suy nghĩ nhiều hai người còn lại cũng gật đầu đồng ý. Bọn họ quả nhiên nói không sai, khoảng 8 giờ Lâm Trục Thủy mới về nhà. Nghe thấy tiếng xe, Chu Gia Ngư và Thẩm Nhất cùng bèn chạy ra ngoài, sau mông có trồn tuyết bám theo và bé người giấy mặt dày nhất định đòi cưỡi trồn tuyết. Thẩm mộ tứ nhìn theo bóng lưng bọn họ, anh cười nói, từ khi Chu Gia Ngư đến, nhà mình có sức sống hẳn lên. Thẩm Triều Tam Bình thường luôn kiệm lời, Nghe thẩm mộ tứ nói vậy bèn đáp lại bằng một câu thâm thúy, chỉ có căn nhà thôi hả? Ánh mắt hai người giao nhau, nhìn thấy điều mình muốn nói trong mắt nhau. Hẳn là chuyện tốt, thẩm mộ tứ thì thầm. Vài phút sau, Lâm Trục Thủy ngồi vào bàn, mọi người bắt đầu dùng bữa. So với buổi trưa, khẩu vị của hắn hiển nhiên đã tốt hơn, thậm chí còn sới thêm hai lần cơm nữa, những người còn lại thấy vậy thì mừng lắm. Lâm Trục Thủy là một người mạnh mẽ, nhưng cũng chính vì thế mà khi hắn gặp chuyện, mọi người không biết phải an ủi hắn thế nào, cảm giác như những lời thương hại sẽ là sự sỉ nhục đối với hắn. May mà giờ đây, bọn họ đã có chu gia ngư. Cơm nước phong phú, bụng no thì người cũng ấm lên, thẩm nhất cùng nhắc đến hội chùa mùng ba, cậu nhóc bảo hôm đó chắc chắn đông vui lắm. Chu gia ngư đáp lời, cũng rất chờ mong đến ngày đó. Căn phòng rộn rã, không biết bé người giấy đã làm gì mà lại chọc giận tiểu hoàng, bị nó chụp lại dẫm đạp một trận. May mà chất liệu của người giấy đặc biệt, tác động vật lý bình thường cũng khó làm hư hại. Cơ mà sau khi bị bắt nạt, bé con tủi thân trèo lên cánh tay Chu Gia Ngư đòi an ủi, Chu Gia Ngư xoa xoa đầu nó. Dùng cơm xong, lúc gần đi Lâm Trục Thủy nói lời cảm ơn với Chu Gia Ngư. Chu Gia Ngư nghe mà vừa mừng vừa sợ vội vàng xua tay tiên sinh khách sáo quá nếu không có ngài thì bây giờ tôi đã nói đến đây cậu vội vàng ngậm miệng suýt chút nữa bại lộ thân phận rồi nhưng lâm trục thủy lại nhếch miệng thản nhiên đáp nếu không có tôi bây giờ cậu còn đang ăn ngon mặc đẹp đấy chu gia ngư thẩm nhất cùng đứng cạnh chen miệng đúng vậy đúng vậy chu gia ngư anh không biết anh giàu cỡ nào đâu ôi mẹ ơi anh có tận năm, sáu ngôi biệt thự ven biển lận, cơ mà bây giờ bán hết rồi, phải bồi thường cho người bị hại. Trừ việc cảm ơn ra, Chu Gia Ngư thấy mình chẳng còn gì để nói. Y như trẻ con mong ngày lễ, Chu Gia Ngư cũng rất mong đến hội chùa. Sáng mùng 3, cậu dậy rất sớm, bỏ bánh bao tối qua đã chuẩn bị sẵn vào lồng hấp để mọi người cùng ăn điểm tâm. Hội chùa tổ chức ở phía đông thành phố, còn chưa xuống xe mà Chu Gia Ngư đã nghe thấy tiếng người huyên náo nhộn nhịp. Cả bọn đến nơi, xuôi theo dòng người đến khu phố tổ chức hội chùa. Xung quanh người đông như mắc cười nhưng Lâm Trục Thủy vẫn vô cùng nổi bật. Hắn mặc một bộ áo khoác dài màu đen, để lộ chiếc áo len cổ chữ V màu xám cho bên trong. Trang phục không kín kẽ, thậm chí có thể lờ mờ trông thấy xương quai xanh xinh đẹp, đường cong yêu mỹ của chiếc cổ thon dài và hầu kết hơi nhô ra ở giữa, tỏa ra khí chất cực kỳ thu hút. Lâm trục thủy nhắm mắt, khiến vẻ lạnh lùng của hắn càng rõ rệt hơn, nhưng sự lạnh lùng ấy lại có gì đó thật đặc biệt. Chu Gia Ngư không hình dung nổi cảm giác này, nhưng cậu phát hiện những thiếu nữ xung quanh Lâm Trục Thủy đều len lén ngắm hắn. Chu Gia Ngư chỉ mới liếc nhìn, không hiểu sao hai má cậu chợt nóng bừng, đúng túng đưa mắt sang chỗ khác. Đông vui quá, thẩm nhất cùng rất thích những chỗ náo nhiệt, cậu chàng vui vẻ suốt đoạn đường. Ôi, em muốn ăn kẹo hồ lô, mọi người có ăn không? Đám thẩm mộ tứ đồng loạt khinh bỉ nhìn cậu, nói đó là đồ ăn vặt của con nít. Em không quan tâm, em không quan tâm, mọi người phải ăn hồ lô với em. Thẩm nhất cùng bắt đầu giờ trò ăn vả, không phải đến hội chùa là để chơi trò chơi và ăn đồ ăn vặt hả? Chu Gia Ngư, anh đi mua với tôi. Nói đoạn, thẩm nhất cùng không cho chu gia ngư cơ hội từ chối lôi cậu đi sành sạch hồ lô ở đây rất đa dạng nào là sơn cha dâu tây nho và kiwi thẩm nhất cùng chọn năm xiên rồi hỏi chu gia ngư có muốn mua gì không chu gia ngư không mua cho tiên sinh hả thẩm nhất cùng kinh ngạc tôi cũng muốn lắm vậy tôi mua còn anh đưa cho tiên sinh nhé chu gia ngư suy nghĩ một chốc liền đồng ý lúc trả tiền Thẩm Nhất cùng còn cảm thán nói Chu Gia Ngư càng ngày càng to gan, không biết bé hamster ngày ấy vừa nhắc thấy tiên sinh đã run lập cập chạy đâu mất rồi. Chu Gia Ngư, vậy nên sau này đừng gọi tôi là bình nhỏ nữa. Thẩm Nhất cùng cười ha hả, sau đó từ chối yêu cầu của Chu Gia Ngư. Khi ba người còn lại bắt gặp cảnh Chu Gia Ngư đưa một xiên dâu tây cho Lâm Trục Thủy, mặt mày ai nấy đều y như gặp ma. Lúc thấy Lâm Trục Thủy thế mà nhận thật bọn họ đã muốn rớt cằm. Là dâu tây, Chu Gia Ngư còn đang giải thích, "Bọn tôi chọn xin to nhất đấy, ngài nếm thử đi, không thích thì để tôi ăn cho." Lâm Trục Thủy gật gật đầu, cắn một miếng. Dâu tây ngậm trong miệng khiến má hắn hơi phồng lên, chẳng hiểu sao lại khiến Lâm Trục Thủy có vẻ dễ thương. Đương nhiên, Chu Gia Ngư chỉ dám nghĩ chuyện này trong đầu thôi. Không tệ. Lâm Trục Thủy nuốt miếng dâu tây rồi bình luận, nhưng hơi ngọt quá. Chu Gia Ngư, vậy ngài ăn được không? Lâm Trục Thủy, được. Vì vậy cả bọn liền tận mắt chứng kiến Lâm Trục Thủy ăn hết một xiên kẹo hồ lô. Khung cảnh này quả là có một không hai, một lúc lâu sau thẩm nhất cùng vẫn chưa hoàn hồn. Hội chùa ra vào tấp nập, người mua kẻ bán, người diễn trò và khán giả đứng xem, ồn ào náo nhiệt. Chu Gia Ngư trông thấy có người đoán mệnh bèn chỉ cho mọi người xem. Thẩm mộ tứ thấy kẻ nọ cầm một lá cờ, trên viết bốn chữ to, đoán đâu chúng đó, thì bật cười, mọi người nghĩ tên này là tinh cục hay tiêm cục. Thẩm nhị bạch tỏ vẻ nghi ngờ, thuận miệng đáp, nhìn tướng mạo gã thì tám, chín phần mười là tinh cục rồi. Chu Gia Ngư nghe mà như vịt nghe sấm, thẩm nhất cùng đứng cạnh bèn giải thích, tinh cục và tiêm cục là tiếng lóng, tình cục ý chỉ kẻ đó là lừa đảo dùng thủ đoạn dối gạt người khác còn tiêm cục là những người có chút vốn liếng ít ra cũng chịu đọc sách về phương diện này chu gia ngư ô đám bịp bợm giang hồ là kẻ thù lớn nhất của chúng ta thẩm nhất cùng vẫn đứng yên bên cạnh chu gia ngư thẩm nhị bạch lại bước về phía ông thầy bói nếu có chút vốn liếng thì còn được nhưng nếu thật sự dùng thủ đoạn vậy chúng ta bẻ cờ giúp gã thôi bởi vì bọn chúng lừa gạt người khác. Thẩm Nhất cùng đáp, bởi vì bọn chúng bôi nhọ danh tiếng của Phong Thủy Quẻ Hạn. Người trong nghề rất ghét đám lừa đảo, bọn chúng mang cờ hiệu của thầy Phong Thủy để lừa gạt thiên hạ. Còn những thầy Phong Thủy chân chính học hành khổ sở mấy chục năm dòng lại bị đám người đó vạ lây, bị chửi là lừa đảo, ai mà chấp nhận nổi. Thẩm nhị Bạch đã đến trước bàn của người nọ, thẳng thắn ngồi xuống, "Chào thầy ạ, à, nhờ thầy xem giúp tôi." ông thầy bói kia hỏi anh muốn xem gì thẩm nhị bạch tôi muốn biết chuyện của mẹ tôi vui lòng cho tôi mượn tay trái thẩm nhị bạch đưa tay ra sau khi tỉ mỉ quan sát thầy bói thở dài e rằng mẹ anh đã bệnh nặng một thời gian thẩm nhị bạch sao thầy biết gã kia than thở anh xem chân mày anh biến đen ấn đường có vệt màu trắng kéo xuống mũi sợi tóc khô vàng đây chính là dấu hiệu cho thấy mẹ anh bị bệnh nặng. Bọn Chu Gia Ngư đứng cách đó không xa lắng nghe cuộc đối thoại của cả hai, thẩm mộ tứ nói, là tinh cục, tiên sinh, làm sao bây giờ? Lâm trục thủy lạnh nhạt đáp, cho người điều tra rõ ràng rồi xử lý, hôm nay tha cho gã đi. Chỉ qua vài câu nói ngắn ngủi, bọn họ đã kết luận được thân phận của tên lừa đảo trước mắt. Chu Gia Ngư cho rằng thẩm mộ tứ phát hiện vì ông thầy phán không chuẩn, Thẩm Nhất cùng lại giải thích, nếu mẹ anh vẫn bình an vô sự thì khi đi xem bói, anh đã không hỏi về bà ấy ngay đầu tiên rồi. Thẩm Nhất cùng nói cũng đúng, bình thường những người đi xem mệnh hỏi quẻ sẽ đề cập đến những chuyện canh cánh trong lòng. Nếu hỏi về mẹ, lại căn cứ theo tuổi tác của người hỏi thì 80% là liên quan đến bệnh tật. Nếu đoán sai thì sao? Chu Gia Ngư cảm thấy việc này cũng không đáng tin mấy. Thẩm Mộ Tứ sai thì sai thôi, không lấy tiền là được, cũng chẳng phải chuyện hệ trọng gì. Chu gia ngư ra chiều suy tư. Thẩm nhị bạch quay lại, tỏ vẻ bất mãn với tên thầy bói kia, nói trình độ đám giang hồ này càng lúc càng kém. Nhớ năm ấy khi bọn chúng còn chưa xa sút tay nghề dùng đại tử kim và phiên thiên ấn, khiến thiên hạ phải tặc lưỡi tán thưởng, thế mà giờ đây chỉ dựa vào đoán mò. Đại tử kim và phiên thiên ấn, một trò tính quẻ lừa gạt bằng cách sử dụng túi giấy thầy bói giả bày bốn túi giấy lên bàn cho người xin quẻ chọn một túi nói bên trong đã viết đầy đủ về thân nhân gia đình sự nghiệp hiện tại của người xin quẻ nếu quẻ đúng thì trả tiền quẻ sai thì thôi sau đó thầy bói dụ người xin viết thông tin lên một chỗ khác để đối chiếu lén viết thông tin ấy lên quẻ trắng rồi dùng chiêu trò cháo đổi gọi là phiên tiên ấn để cháo sang túi giấy mà người xin quẻ đã chọn Nông Na là dùng ảo thuật dưới danh nghĩa bói toán để lừa tiền. Chu Gia Ngư vẫn thắc mắc lắm, nhưng bây giờ không tiện cho cậu trình bày một vạn câu hỏi vì sao, nghĩ bụng thôi tự mình về đọc sách đi. Cuối đường có một ngôi miếu lớn, nhìn người đến kẻ đi là biết hương khói nơi đây rất thịnh vượng. Lâm Trục Thủy Bảo bọn họ mua một ít nhang, nến và tiền giấy rồi vào bái lạy. Lúc này đã là giữa trưa, người xung quanh càng lúc càng đông. Chu Gia Ngư đi giữa đám người, chợt nghe ai đó gọi tên cậu. Cậu ngoái đầu nhìn, không phát hiện ra người đã gọi mình, khi cậu quay đầu lại thì phát hiện đám Lâm Trục Thủy đã bị dòng người đẩy ra xa. Chu Gia Ngư vội vàng muốn đi theo, bỗng nhiên có bàn tay níu lấy chân cậu, cậu cúi đầu, bắt gặp một bà lão đang ngồi bệt dưới đất, miệng kêu oai oái, đau quá, đau quá. Chu Gia Ngư thấy xung quanh đông đúc, bà lão còn ngồi như vậy sẽ bị người ta dẫm trúng, vội khom xuống hỏi, bà ơi, bà không sao chứ? Đỡ ta dậy với, đau quá. Bà lão mặc áo hoa, trên đầu cũng cải hoa trắng, tuy trang phục hơi kỳ lạ nhưng non bà cũng không có gì đáng ngờ. Huống hồ hội chùa hỗn loạn thế này, lỡ bà ấy gặp vấn đề gì thì sao? Chu gia ngư nghĩ đoạn, đưa tay kéo bà lão dậy. Bà ơi, người nhà của bà đâu? chân bà bị thương à? Chu Gia Ngư hỏi thăm. Bà lão chẳng nói tiếng nào, nheo mắt nhìn cậu. Chu Gia Ngư dùng mình khó chịu trước ánh mắt chăm chú của bà ta, cậu vừa định lùi ra sau, đã thấy bà ta nhanh chóng đưa tay, vỗ mạnh lên lưng cậu một cái. Giọng nói của bà ta văng vẳng bên tai Chu Gia Ngư, trả mạng cháu ta. Lại cho ta. Cơ thể cậu chợt run lên bần bật, cảm thấy mình như lơ lửng trên không, khung cảnh xung quanh vặn vẹo biến dạng giống như cậu đã bước vào một thế giới khác đến khi chu gia ngư hoàn hồn âm thanh huyên náo xung quanh đã biến mất đường phố vắng tanh chỉ thấy hoa tuyết bay đầy trời rơi lả tả trên mặt đất phố xá lặng ngắt như tờ các hàng quán vẫn mở cửa sạp bánh trôi vẫn bốc hơi nghi ngút nhưng chẳng có lấy một bóng người chu gia ngư ngơ ngác đứng giữa con đường yên ắng đưa mắt nhìn xung quanh cậu cảm giác hình như mình đã lọt vào một nơi nguy hiểm rồi nhanh lên chu gia ngư âm thanh của sái bát đột ngột vang lên nhanh tìm chỗ trốn đi chu gia ngư giật nảy mình chuyện gì vậy đừng hỏi nữa không kịp rồi anh mau chạy vào miếu đi trốn sau tượng phật ấy dù nghe thấy bất cứ âm thanh gì cũng không được thò đầu ra giọng của sái bát the thé hốt hoảng chu gia ngư đã lâu chưa thấy nó lo lắng như vậy nghe sái bát nói xong cậu vội vàng chạy đến miếu thờ phía trước vừa bước chân vào chu gia ngư đã hết hồn hết vía khi nhìn thấy pho tượng phật bên trong tượng phật bình thường đều có vẻ mặt hiền từ nhưng pho tượng trước mắt lại hoàn toàn trái ngược vị thần như đang trừng mắt phẫn nộ nhìn người đến trong tay cầm binh khí dáng vẻ sống động cảm giác như sắp nhảy từ trên bệ xuống dưới chân tượng có căng vải màn thành các phòng riêng để bày hoa quả và cống phẩm. Chu Gia Ngư trốn đại vào một phòng. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Chu Gia Ngư hỏi, tao đang ở đâu? Sái bát, suỵt, khoan hãy nói, yên lặng đi. Chu Gia Ngư đành phải im miệng. Xoạt, xoạt, xoạt. Chẳng bao lâu sau, một âm thanh kỳ quái chợt vang lên, y như dây xích bị kéo lê trên mặt đất tiếng động ấy truyền đến từ khắp bốn phương tám hương nhanh chóng tiến đến gần môi miếu chu gia ngư nín thở đưa mắt xuyên qua bức màn nhìn cảnh tượng lúc ẩn lúc hiện bên ngoài ấy là những bóng đen đang trôi nổi giữa không trung cái bóng rất giống con người nhưng bàn chân lại lơ lửng trên cao cổ chân đeo xích đen khuôn mặt chúng chìm trong bóng tối không nhìn thấy rõ chậm rãi bay vào miếu thờ Người có người thấy mùi gì không một giọng nói cất lên không biết là của cái bóng nào có chứ một cái bóng khác tiếp lời sao ở đây lại có mùi của người sống còn thơm như vậy cái bóng cúi đầu hình như đang tìm kiếm ngọn nguồn của mùi hương nó đứng ngay cạnh chỗ chu gia ngư đang trốn cái bóng vừa cúi xuống cậu đã nhìn thấy rõ mặt của nó đó không phải là mặt người tuy ngũ quan tương tự nhân loại nhưng trên da lại mọc đầy lông màu vàng đôi mắt như hồ ly híp lại, không nhìn thấy đồng tử. Cơ mặt nó cứng ngắc như một chiếc mặt nạ, khiến Chu Gia Ngư nhìn mà dựng hết tóc gáy. Hình như là ở đây. Ở đây, bóng đen kia chậm rãi đến gần, cậu gần như kề sát nó, chỉ cách một lớp vải mỏng manh. Chu Gia Ngư nhìn nó đưa tay ra, cánh tay của nó cũng mọc đầy lông, móng tay vừa dài vừa nhọn, ở đây phải không? Nghe nó nói vậy, tim Chu Gia Ngư đã vọt lên tận cuống họng, cậu trơ mắt nhìn cánh tay vươn sang chỗ cậu, chuẩn bị kéo bức màn lên. Nhưng ngay khi ngón tay nó chạm vào bức màn, cái bóng chợt phát ra tiếng kêu thê thảm, đau quá. Đau quá. Cái bóng bên cạnh quát, sao ngươi lại chạm vào cống phẩm? Bên trong có mùi của người sống. Bóng đen kia trả lời. Ngươi bị ngu hả? Người sống đến đây cũng sẽ thành người chết thôi mấy cái bóng lại bàn luận gì đó một lát sau mới bay ra khỏi cửa bây giờ chu gia ngư mới thở phào nhẹ nhõm đưa tay lau mồ hôi lạnh trên trán sái bát tao làm sao vậy sái bát bất đắc dĩ nói hình như bà già kia không phải con người anh bị bà đập một phát thế là văng cả linh hồn ra ngoài luôn chu gia ngư trợn tròn mắt có chiêu đánh văng hồn luôn hả có chứ người bình thường cùng lắm chỉ bị đánh văng một hồn một phách nhờ ai đó chiêu hồn về là xong nhưng anh là trường hợp đặc biệt chim nhỏ nói đến đây thế mà lộ vẻ ủ rũ chu gia ngư cũng ngạc nhiên khi thấy một con chim cũng có biểu cảm phong phú đến vậy linh hồn anh vốn không thuộc về cơ thể này nên cũng có chút bất ổn sái bát nói có lẽ bà già đó cũng không ngờ mình có thể đánh văng hết ba hồn bảy phách của anh đâu chu gia ngư rất muốn hút một điếu thuốc mà bà nói mạng của cháu trai là sao ai biết được có lẽ tên lừa đảo cũng giết kha khá người chu gia ngư cạn lời bây giờ tao phải làm sao cứ ở đây chờ hả có tìm được đường về không chu gia ngư nghĩ cậu không thể chết một cách vô lý như vậy được đây là cõi âm đúng không những bóng đen đó là gì bình nhỏ của tôi ơi sắp chết đến nơi rồi mà sao anh còn hỏi lắm thế sái bát nói đây chưa phải là cõi âm, chỉ là nơi quá độ mà thôi. Bây giờ anh ra ngoài lấy cho nhang bôi lên thái dương và chán, nhớ bôi nhiều nhiều một chút. Chu gia ngư nhìn quanh quất, xác định không có ai mới vội vàng chui ra khỏi bức màn, theo lời sái bắt móc tàn cho trong lư hương ra. Đường lúc giở tay, Chu gia ngư cứ cảm giác pho tượng kia đang chừng mắt nhìn cậu khiến cậu cũng thấy xấu hổ. Cậu nói, xin lỗi ngài, tôi chỉ lấy một ít thôi sau khi thoát ra khỏi đây tôi sẽ cúng cho ngài thêm nhang đèn và tiền giấy mong đại nhân đừng chấp kẻ tiểu nhân chu gia ngư nói xong biểu cảm của phó tượng thật sự đã dịu xuống cậu cứ ngỡ như mình gặp ảo giác chu gia ngư bôi chét đến mức mặt mày đen thui cậu than thở trong lòng đầu năm đầu tháng mà xui quá đi mất không biết mình có thể thoát khỏi kiếp nạn lần này không phần này đến đây là hết mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh nếu các bạn yêu thích kênh hãy nhấn theo dõi nhé cảm ơn các bạn